Cát Tường, tôi nghỉ dẫn bạn muốn hẹn hò vì mâu thuẫn Quyền Linh. Nghệ sĩ Cát Tường cho biết xích mích với Quyền Linh nên nghỉ làm MC show Bạn Muốn Hẹn Hò, sau đó đã hàn gắn. Hôm 1 tháng 3, trong buổi công bố dự án mới tại thành phố Hồ Chí Minh, Cát Tường lần đầu nói về lý do nghỉ dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2019. Nghệ sĩ cho biết lúc đó, chị và Quyền Linh MC chung chương trình xảy ra xích mích. Chúng tôi có mâu thuẫn cá nhân ngoài cuộc sống. Khi lên sóng, tôi và anh không tương tác hòa hợp được như trước, khiến chất lượng chương trình bị ảnh hưởng. Nhà sản xuất đề nghị cả hai hòa giải nhưng không thành công. Vì thế một trong hai người phải rời show và đó là tôi. Thời điểm ấy tôi chọn cách im lặng vì không muốn sự việc trở nên phức tạp, diễn viên nói. Theo nghệ sĩ, sau này cả hai bỏ qua các tranh cãi, hàn gắn được tình bạn dù không còn quá thân thiết như trước. Mỗi lần gặp nhau trong hậu trường, cả hai đều trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm. Không chỉ với Quyền Linh, hiện tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Hồng Vân, Nam Thư, các nghệ sĩ thay tôi đảm nhận vai trò bà mối. Khi Hồng Vân được mời dẫn dắt show, chị ấy từng gọi điện xin tư vấn. Tôi cho lời khuyên dựa trên kinh nghiệm, Cát Tường nói. Bạn Muốn Hẹn Hò là chương trình nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu phát sóng từ năm 2013. Tính đến năm 2021, trong 8 năm, 740 tập được phát sóng, hơn 1.500 đôi được mai mối thành công, hẹn hò nhau sau chương trình, trong đó có nhiều cặp đi đến hôn nhân. Nhiều tập lọt vào top thịnh hành của YouTube với hàng triệu lượt xem. Quyền Linh là MC dẫn chương trình xuyên suốt cùng Cát Tường, Nam Thư, Hồng Vân. Cát Tường cho biết chị cũng chủ động ngưng làm MC để phát triển trong lĩnh vực phim ảnh, sân khấu. Nghệ sĩ chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm với vai phản diện trong phim chiếu rạp Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, đạo diễn Võ Thanh Hòa, khởi chiếu từ ngày 3 tháng 3. Diễn viên vào vai Kim Khánh, một doanh nhân thâm trầm, là mấu chốt dẫn đến nhiều sự kiện quan trọng trong phim. Lúc được đạo diễn mời hợp tác, ban đầu chị ngại ngần vì đã lâu không đóng phim điện ảnh. Lên trường quay, tôi bất ngờ vì ekip làm việc chuyên nghiệp dù tuổi còn khá trẻ. Chúng tôi họp mặt để tập dượt thoại trước khi ra trường quay, điều ít thấy với thế hệ diễn viên ngày trước, Cát Tường nói. Nghệ sĩ cũng dồn tâm huyết cho kịch nói, lĩnh vực từng giúp chị gây chú ý với công chúng giai đoạn vào nghề. Hồi tháng 2, chị đóng chính trong vở kịch Sơ Hở Là Yêu, ra mắt tại sân khấu Trương Hùng Minh do nghệ sĩ Minh Nhí quản lý. Sắp tới, chị dàn dựng một vở nhạc kịch để chuẩn bị cho liên hoan sân khấu kịch toàn quốc vào năm sau. Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình, Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Huyền Thoại Tím. Chị từng đoạt huy chương vàng Hội Diễn Kịch Nói Chuyên Nghiệp Toàn Quốc 2009, vai bà Tâm trong vở Đôi Mắt Của Biển. Huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012, vai bà Tư Cận vở Đôi Bờ. Ngoài diễn kịch, đóng phim, làm MC, Cát Tường còn đi hát. Năm 1996, chị đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.